Thưa quý vị và các bạn, gần đây dư luận bức xúc trước việc công ty trách nhiệm hữu hạn Photolucky lợi dụng việc tặng quà tri ân rồi mời chào các hội viên hội người cao tuổi chụp ảnh chân dung với giá khá cao. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có phải công ty này đang lợi dụng danh nghĩa tri ân để móc túi người cao tuổi hay không? Phóng viên thời sự đã gặp gỡ và trao đổi với những người có liên quan để tìm hiểu sự việc trên. Bà Nguyễn Thị Chính, 80 tuổi, ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nhận được giấy mời tới nhận quà và chụp ảnh chân dung mừng thọ. Dù già yếu, nhưng bà vẫn tranh thủ đi. Tuy nhiên, chưa nhận được quà, bà đã được mời chào chụp ảnh chân dung với giá trên trời. Với khổ hình 50 x 75cm, bà Nguyễn Thị Chính phải trả 2 triệu đồng. Giấy mời đàng hoàng, mời cô dượng, rồi lên đặng mà chụp, đặng mà lấy tuổi già. Đó, rồi lên cái rồi sao mà kêu tao ra, ổng không đi, tao đi. Cái người ra chụp cho gì, cái rồi lo là quả bự ra để dành kỷ niệm. Thì tao cũng nghe lời, tới chừng la 2 triệu. Rồi tao mới giật mình, tao nói trời ơi, không có tiền con ơi. Đó, rồi là cổ rửa đó, rồi bữa sau cổ đem xuống 8 giờ. Thì ở đằng kia người ta hồi hết trơn rồi. Còn gì đằng này gì lấy. Anh mời hai người luôn, mà nếu một người đi á, thì phải chụp một mình, đem cái tấm hình thẻ 46 hoặc là chụp hình ở trong điện thoại á, đem lên đặng cho người ta mà tặng quà. Và mẹ có mặt á, là mẹ có mặt lại cái chị đó, chỉ kêu ra ngoài cửa chỉ chụp mình lên mẹ. Rồi cái của ba á, là trong cái điện thoại của em ảnh anh cài lên điện thoại xong rồi ở trên cái máy vi tính xong rồi anh mới ghép lại hai người ngồi chung. Đầu tháng 4, các chi hội người cao tuổi cơ sở ở quận Bình Thủy được phổ biến công văn số 18 của Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Cần Thơ với nội dung: Công ty trách nhiệm hữu hạn Photolucky có trụ sở số 2, ngõ 256/143, phố Nguyên Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, tặng đồng hồ treo tường và thiệp song toàn cho hội viên Hội người cao tuổi. Khi được mời nhận quà và chụp ảnh, nhiều người lầm tưởng đây là ảnh được hội người cao tuổi làm tặng. Hơn nữa, các cụ thiếu thông tin về giá cả, nhưng khi biết giá tiền phải trả cho bức ảnh chân dung, các cụ mới té ngửa khi biết mình bị móc túi. Người trả thấp nhất cho ảnh chân dung cũng 600 ngàn và cao nhất là 2 triệu đồng. Hồi đi đó là phải kêu hả đi có vợ chồng với có vợ. Đó, nếu mà không có như tí không có vợ thì lấy tấm hình 24 đem lên để chụp. Chụp cái 1,2 triệu. 1,2 triệu rồi tới chừng bữa lấy đó, nó thấy cao quá đi rồi bà con xúm lại nói là người ta chụp có 300 mà chụp gì tới 600. Mà chụp lên 1,2 triệu rồi không ai chịu lấy. Cái mới là nó bớt xuống còn là 600. Tặng quà với ghép hình, nó vậy đó ha. Còn cái tưởng đâu mình tưởng đâu ghép hình đặng mà làm giấy đặng mà lãnh tiền người cao tuổi là từ đây sắp tới này kia đó. Rồi mình đâu có biết. Rồi ai cũng ùng chụp làm hình ghép hình nữa ha. Cuối cùng lại dần dần suy nghĩ lại là nhớ chắc nó làm nó có bùa quá, nó nói gì mình nghe chân chút. Rồi giờ tôi suy nghĩ tôi sao kỳ vậy ta. Sao mà tới mà nhỏ xíu mà tấm hình nhỏ xíu mà 1,2 triệu tấm hình của cháu tôi làm gì có mấy trăm ngàn. Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Phát Lại, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Long Hòa, quận Bình Thủy cho biết, toàn phường có 141 hộ gia đình được mời đến nhận quà và có 85 gia đình phải trả tiền chụp hình chân dung với giá cao ngất ngưỡng. Đáng nói, trước đây trên địa bàn phường Long Hòa đã từng xảy ra tình trạng lừa chụp ảnh cho các cựu chiến binh với giá cắt cổ, khiến dư luận địa phương hết sức bất bình. Tôi đã có họp lẫn nhau thống nhất rồi, là cái này là tặng, nhưng mà nhớ là không ai cho ai không bao giờ. Tụi tôi nói nếu như mà mấy ông thấy mà hình đẹp mà giá 50-70 hoặc 100 trở lại thì mấy ông thấy được là không thôi nha, 200-300 ngàn thì đừng làm nha. Do cái sơ sức quá trình làm mình không có lường được, không có thể lường được mà nó gài vô ở cái thế bí mà mình thấy với người già đôi khi người ta thấy cái hình nó đẹp, nó quá đẹp. Nhưng mà ta lúc đó người ta thấy quá, nhưng mà là gì ta suy nghĩ lại hoặc con cái nó ra vô thì nó có sinh ra chuyện vậy đó. Chắc em nghĩ là có gợi ý của đơn vị là muốn làm cái hình bự hơn thì phải đóng tiền thêm. Tại vì ngoài cái kích cỡ được tặng thì phải bự hơn thì phải là phát sinh cái kinh phí thì phải thêm. Thì cái này em hay phải thời điểm đó là em hay là em không cho làm rồi. Tại vì khi mà mấy năm nay khi mà triển khai lòng ghép đến một gì đó mà tới thu tiền đó là ở địa phương không có cho.
Cũng khó trách đội ngũ cán bộ hội người cao tuổi phường, bởi họ cũng chỉ biết căn cứ vào công văn do cấp trên gửi xuống để triển khai công việc mà thôi. Lý giải về việc bật đèn xanh cho doanh nghiệp vào địa bàn hoạt động, ông Nguyễn Ngọc Sang, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thành phố Cần Thơ, cho biết. Vừa qua thì có các đại diện của cái công ty trách nhiệm hữu hạn Photo Lucky, họ đến đây họ có yêu cầu là có cái chương trình tặng quà tri ân. Ở đây thì tôi thấy rằng là có lợi cho người cao tuổi, cho nên mới có văn bản yêu cầu các quận huyện, nên nào có yêu cầu thì liên hệ công ty đến để mà tổ chức tặng quà. Và tôi nói rất là rõ, cái việc tặng quà này là công ty nó không có đặt vấn đề gì cả. Nếu mà nó xuống mà nó có cái hành vi là đem sản phẩm đến nó gạ bán, hoặc là có những cái hoạt động gì khác để thu tiền của người cao tuổi thì phải cắt ngay. Điều đáng nói ở đây là các sự việc tương tự như trên xảy ra không ít, với nhiều bài học cảnh tỉnh này vẫn tiếp diễn. Trước tình trạng này, các địa phương, đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ việc hợp tác tổ chức các chương trình tại địa bàn khu dân cư, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng người dân thiếu thông tin để trục lợi.